Chào tất cả mọi người nhé Video hôm nay mình sẽ đề cập một cái vấn đề này khả năng là mình đoán là sẽ có nhiều người quan tâm nhé Trên cái kênh Vũ Kiên sửa điện tử của mình ấy thì mình đã tạo được rất nhiều các danh sách sửa chữa và với cái danh sách sửa lồi cơm điện tử này thì đa số là mình sửa rất nhiều các loại lồi cơm điện chạy 220 rồi lồi IH của Nhật cắm nhầm điện rồi vân vân rất nhiều. Thì hôm nay mình có đọc được một cái bình luận của một cái bạn này này bạn ấy bảo là uh, chân thành cảm ơn mình vì có thêm kiến thức cho bạn ấy và mọi người đang mong chờ chờ bạn chia sẻ về vấn đề chuyển điện nồi cơm IH Mitsubishi từ 100 lên 220 tức là vấn đề chuyển điện từ 100V lên 220V thì rất nhiều người quan tâm nhé thì video này mình sẽ đề cập cái vấn đề này thì mình chỉ đề cập thôi chứ mình không hướng dẫn mọi người chuyển nhé mình không làm thực tế nhé và trong cái vấn đề này thì tại sao mình lại không làm và chúng ta có lên chuyển đổi điện hay không thì mình sẽ đề cập đến cho chúng ta tham khảo nhé bởi vì có khá nhiều người quan tâm đến cái vấn đề này bởi vì chúng ta điện nó chạy điện 100 đây khi dùng cái biến áp cồng cành này rồi cắm nhầm toàn hỏng rồi thì rất nhiều người muốn mong chờ muốn chuyển đổi đổi nhá thì cái video này mình sẽ đề cập cái vấn đề này bạn nào mà muốn quan tâm thì tiếp tục theo dõi video này nhá đây nha, mình đã liệt kê một số những cái lưu ý khi chúng ta đổi điện là một và mình có một cái ảnh thực tế là từ cái bo xác thôi để chúng mình nói trên cái sơ đồ trên cái hình ảnh cho chúng ta tham khảo cho dễ. Và để mà đổi được ấy thì nó cần chúng ta phải quan tâm như thế này nhá. Thứ nhất, nếu mà đổi được thì là nó sẽ giảm được cái độ bền, nó sẽ giảm độ bền của nồi và có thể là nó sẽ nấu cơm không ngon như zin bản nhá, mình đính chính như vậy. Và thứ nữa ấy, nữa ấy, và là nó cũng khá là phức tạp và cái độ phức tạp này nó còn tùy thuộc vào từng model Tức là có loại thì đổi rất dễ nhưng có loại thì rất là khó Và tiếp nữa là không phải loại nào, model nào, nồi loại nồi nào cũng đổi được nhé Chỉ có một số thì mới đổi được thôi chứ không phải là tất cả mọi người ạ Và trong quá trình đổi chúng ta phải quan tâm xử lý những cái vấn đề này này Mình sẽ nói từng bước một từng mục một Thì đầu tiên đó là phải xử lý nguồn cấp trước thì nguồn cấp trước của nó thì đến áp AC vào 100 thì chỉnh lưu ra thì chỉ rơi vào tầm khoảng 130 40 V DC thôi thì nó sẽ cấp vào một cái mạch để sẽ hạ ra cái 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 nguồn cho phần điều khiển đấy Thì đầu tiên để mà đổi được ấy thì chúng ta sẽ phải tháo bỏ con là chịu điện áp 100 V. Tháo ra bỏ đi được. Và chúng ta phải tăng con tụ lọc nguồn điện áp một con tụ lọc nguồn DC 140 V ấy thì bây giờ là chúng ta cắm 220 thì điện, nguồn DC này nó rơi vào khoảng 300 310 V cơ. Sau đó chúng ta sẽ tăng cái trị cái, cái, số chịu đựng điện áp của con tụ lọc nguồn à, này này lên chịu được đến 300V nhé. Thì đấy là như một số ấy, thì như thế là nó sẽ chạy được. Nhưng một số thì vẫn không chạy được thì chúng ta cần phải can thiệp nữa. Thì như vậy là phần nguồn cấp trước thì nó có đôi khi nó sẽ dễ hơn. Dễ hơn một chút. Tiếp theo đó là những cái à, linh kiện, à, những cái đường à, R phân áp lấy mẫu. Lấy mẫu đường ACS này hoặc lấy mẫu của đường nhận nồi các thứ ấy. Thì do cái năng lượng à, DC bây giờ nó không phải là 100 10 kíp giả sử là DC nếu mà chạy 100V AC thì nó nó chỉ là 130V DC thôi thì bây giờ nó đã đang lên đến điện áp là 300V DC rồi thì bởi vì chúng ta cắm 220 thì chúng ta sẽ phải tăng gấp đôi thông thường các bạn đổi là phải tăng gấp đôi những cái trị số những con điện trở giờ lấy mẫu lên ở đường AC hoặc đường lấy mẫu cái điện áp này. liên quan đến nhận nổi các thứ nhá mọi người nhá Đấy là liên quan đến đường à, à, thứ hai này và tiếp thứ ba đó là quan trọng là cái thứ ba là cái linh kiện phần công suất cụ thể là con cầu diode thì chúng ta có thể là không phải thay bởi vì con cầu diode này nó nó chịu dòng mắc là 15A và điện áp chịu đựng của nó rơi vào 600V rồi nên chúng ta có thể là không cần thay vẫn để nguyên được nhưng con IGBT con IGBT này là nó chịu dòng mắc là rơi vào tầm có lồi thì 30A có lồi thì 40 có lồi thì 60A và điện áp chịu đựng của nó chỉ là 900V thôi do đó chúng ta phải thay nó chúng ta như các bạn thợ hay đổi ấy, thì sẽ thay lên là con 25L120 hoặc con H30R1203 hoặc là 1353 tóm lại chúng ta sẽ thay cái con IGBT chịu dòng nhỏ hơn cũng được bởi vì là khi đổi điện chúng ta sẽ mình tí nữa mình sẽ nói tại sao chịu dòng nhỏ hơn nhưng mà cái áp chịu đựng nó phải cao hơn mọi người nhé cái áp chịu đựng từ 900V bây giờ nó lên hàng 1 1002 hoặc là đến 1006 cho tóm lại chúng ta phải thay con IGBT khác và tiếp nữa đó là tụ lọc tụ lọc DC trong nguồn công suất thông thường ở những cái nồi cơm IH này nó chỉ tụ nó chỉ có 4 mi thôi nhưng nó chịu được điện áp thấp bởi vì nguồn năng lượng DC của nó chỉ là 130V thôi mà thì chúng ta phải tăng chỉ chị số chịu đựng điện áp này lên tụ đấy lên này và cả tụ cộng hưởng cũng thế chúng ta phải tăng lên tụ cộng hưởng của nó là 0,28 chúng ta có thể thay 0,27 được nhưng chúng ta phải tăng cái sức chịu đựng cái điện áp của nó lên như vậy là trong một mạch trong một mạch công suất cái quan trọng nhất là con IGBT và hai con tụ là chúng ta đã phải thay rồi và đa số là các bạn thay toàn đồ tàu thôi. Uh, uh, IGBT rồi là tụ các thứ ấy nên do đó mà mình bảo là cái chất lượng và cái độ bền của nó sẽ không ổn định mà. không tốt, không bền mà. Đó chính là cái uh, thứ ba này, đó như là chúng là chúng ta phải thay phần công suất như vậy. Còn driver thì vẫn giữ nguyên thôi. Như con này thì có thể thay, vẫn giữ nguyên con IC driver này ok. Tiếp theo đó là cái phần kiểm soát dòng cái phần kiểm soát dòng này như cái sơ cái, cái cái ảnh mình đang chụp này là nó sẽ lấy cái điện áp nó sẽ có quận city thì là rất dễ đổi những cái mình định chính nhá, những cái nồi nào mà nó sử dụng cái quận city để cảm biến dòng ấy thì là chúng ta sẽ can thiệp và dễ đổi được còn những cái mạch nào ấy mà cái mạch driver cảm biến dòng hoặc ic nguồn nó tích hợp trên một con ic luôn như con ha 1919 hạn à. thì chúng ta sẽ không có cách nào chúng ta xử lý được cái phần cảm biến dòng của nó nhá bởi vì nó đã tích hợp trong đấy rồi thì cái sự đổi nó rất là khó phải đục ra phải can thiệp để thay đổi cơ do đó mà với những cái nồi mà nó có quận city bên ngoài thì sẽ dễ đổi hơn thì thông thường ấy, cái quận city này khi mà chạy ở 100 thì nó sẽ ăn dòng là rơi vào tầm khoảng 12 a là mắc tức là 1200 v đấy mình cứ giả sử như vậy nhá thì như vậy là cái điện áp phản hồi về ic là ok là như vậy là nó chạy bình thường nhưng khi mà chúng ta đổi điện lên 220 thì là cái công suất của chúng ta phải giả phải không thể đo là cho ăn đến tận 12 a nữa mà chúng ta sẽ chỉ cho ăn tầm 5 6 a thôi thì bởi vì 5 hoặc đến 6 a ở ở điện áp 220 thì nó sẽ cũng tương đương với là công suất là khoảng 1200 w mà mọi người thì với những cái cái mạch mà sử dụng quận city này thì chúng ta sẽ can thiệp về cái cầu phân áp điện áp đầu ra của quận thứ cấp ấy, để đi về mà su làm sao cho ăn dòng giảm xuống như này là đẹp nó ok mọi người ạ thì đó chính là cái phần kiểm soát dòng và phức tạp ở cái kiểm soát dòng này bởi vì đa số những cái lồi cơm IH là nó toàn chạy cảm cả biến dòng bằng cái uh, R, -R -sun, nhưng nó nằm trong một cái khối đúc kín hết luôn nên chúng ta rất khó can thiệp mọi người nhé tiếp theo đó là giờ vấn đề đến phần dây ủ thì thông thường ấy thì là những cái lồi cơm IH này nó hay có hai cái dây ủ một dây ủ ở trên nắp nồi và một dây ủ ở thành nồi thì đa đa số ấy là cái dây ủ mà chúng ta đo mà lỗi trở của nó giống nhau nó chỉ số ôm nó bằng nhau ấy, thì chúng ta có thể đấu lối tiếp thì có thể là vẫn chạy trực tiếp được 22 nhưng đa số nó lệch nhau ấy, thì sẽ không đấu lối tiếp được bởi vì đấu lệch nhau lệch nhau thì là như chúng ta cứ tưởng tượng một cái bóng 40W với một cái bóng 100W nối tiếp ấy, thì sẽ tới dẫn tới là cái bóng 40W sẽ 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 dễ cháy cái dây ủ công suất nhỏ sẽ dễ cháy hơn thì cái vấn đề dây ủ này thì nó cũng đơn giản thì có thể là chúng ta sẽ dùng một con diode để chúng ta chỉ cho nó chạy một lửa chút bán kì thôi thì cũng được và con chiếc điều khiển thì chúng nó chúng ta cũng không cần thay chúng ta vẫn có thể giữ được nó như vậy nhưng cái dây ủ thì nó đơn giản hoặc bỏ ủ đi thì nó vẫn vẫn chạy được bình thường còn một số nồi ấy, thì cái dây ủ của nó nó lại sẽ khác một chút mà khi mà chúng ta tháo ra phần trên cái miếng nhôm tản nhiệt ấy, nó có con cầu diode và có hai con sò thì một con igbt để kéo mâm từ rồi và một con sò nữa thì con sò nữa đấy chính là con sò ủ nhá mọi người nhá để uh, con sò đấy ấy, là nó sẽ lợi dụng nhà sản xuất lợi dụng cái năng lượng dc của phần công suất để cấp cho dây ủ tức là con sò bjt đấy ấy, là nó cũng có sung đưa đến trên uh, cực b của nó để đóng nhà đóng nhà để cấp nguồn cho dây ủ ấy. thì nó có thể ủ được cái mạnh yếu mọi người ạ do đó mà cái phần đấy còn phức tạp hơn nhiều tức là trên cái mạch nào mà nó có hai con sò ấy, thì cái phần ủ của nó sẽ phức tạp hơn nó không phải là dây ủ mà nó chỉ qua mấy con triac uh, như là mấy con ic 8 chân thôi đó chính là năm cái mục chính mà khi mà chúng ta đổi điện chúng ta cần phải quan tâm và tất nhiên là ở các mô đen khác nhau thì chúng ta phần bố trí linh kiện và mọi thứ nó sẽ khác chúng ta cần phải hiểu và chúng ta tùy biến nó nữa thì uh, trên thị trường ấy, thì có nhiều người người ta cứ copy bán những cái bộ sách đổi nguồn đổi điện AC 220 thì rất nhiều bạn mua nhưng thực tế mình nói thẳng luôn đấy những cái người đấy ấy, là họ chỉ đổi được một một vài model thôi và họ viết sách thôi chứ chúng ta không thể ứng dụng được trên các loại model đa dạng trên thị trường mọi người ạ. Và như mình nói rồi ấy là khi chúng ta phải am hiểu về kiến thức, am hiểu về mạch điện thì chúng ta mới đổi được do đó mà cái vấn đề làm những cái video chia sẻ để đổi điện này ấy, để cho mọi người tham khảo về tự làm làm ấy, thì đa số là sẽ không thành công do đó mà mình sẽ không làm thực tế ấy, là trong quá, quá trình mình sửa chữa ấy, mình đổi điện cho đúng một cái mình thử đổi thôi cho đúng một cái thôi chứ lâu rồi rất là lâu rồi khoảng 6 hoặc 7 năm về trước ấy. chứ mình cũng không ấy về cái vấn đề này bởi vì ấy, là như mình nói rồi ấy, là cái phần công suất của nó đã thay hết đồ tàu rồi này nó, nó dẫn tới nó giảm cái độ bền này rồi khó khăn nhất là cái phần kiểm soát dòng. Mọi người nhá, điều chỉnh để kiểm soát dòng làm sao cho ăn dòng đẹp và bếp không báo lỗi. Chúng ta không à, ấy được cái này là nó sẽ báo lỗi đấy mọi người ạ, nó sẽ báo lỗi xảy ra lỗi đấy mọi người nhé Do đó mà cái sự phức tạp thì là nên mình không chia sẻ cho mọi người là nó như vậy và mình cũng không khuyên mọi người là lên nên chuyển đổi. Bởi vì nó sẽ à, phần công suất quan trọng nhất thì nó đã chúng ta đã thay đổi đổi hết thành đồ tàu rồi này. Rồi IGBT với cái sung đóng ngắt khác nó nhà sản xuất họ đã tính toán zin bản với cái bộ công suất kia ở 100V thì ok bây giờ chúng ta thay đổi như thế thì có thể như, như lai tạo vân vân nó sẽ chạy không ổn định do đó mình mình bảo là nó không bền và nữa ấy là nấu cơm nó sẽ không ngon ộ cả biến nhiệt cả biến các đứa đưa về ấy, là nó không còn chuẩn zin nữa nên do đó nó nấu cơm không ngon nó chỉ có được đúng một cái ưu điểm là tiện lợi là chúng ta cắm lúc nào ở lưới điện hợp với chúng ta cắm ở đâu cũng được thôi nhưng mà nó có quá nhiều nhược điểm và phức tạp do đó mà hiện nay ấy, nhà các bạn thợ đều không chuyên sâu những bạn thợ sợ giỏi ấy, thì không chuyên sâu về vấn đề đổi điện của những cái chiếc lồi cơm IH này nữa mà đa số ấy là để zin bản và cái giải pháp thì mình đã chia sẻ rồi một giải pháp đơn giản nhất là chúng ta sẽ sử dụng một cái phích điện cho đó là một cái phích điện mà không cắm được bất kỳ trên các ổ điện nhà chúng ta chỉ cắm được đúng vị trí điện 100 trăm đấy thôi là chúng ta sẽ bởi vì lồi cơm ấy là chúng ta luôn để một chỗ chúng ta nấu chứ chúng ta vác linh tinh Do đó mà chỉ vị trí ở bếp nhà bếp lấu thôi thì chúng ta sẽ có một cái bộ độ đổ đổi đổ điện ở đấy, chúng ta chỉ dành riêng cho nó và cái phích điện là là chỉ nó cắm được với nhau thôi chứ không cắm được nơi khác. Thì đấy là cái mẹo thôi. Và tiếp nữa là trên thị trường thì mọi người sẽ phát triển cái bộ cắm nhầm để ví dụ như người nào đoảng giữ đang cầm mà đi cắm ở chỗ khác thì là cái mạch đấy nó sẽ không cấp nguồn cho cái lồi cơm này, lồi cơm sẽ không bị hỏng và khi cắm vào điện 100 ấy, thì là nó xác nhận là điện ok thì nó sẽ cấp nguồn cho nồi cơm và nồi cơm sẽ chạy bình thường thì đấy là cái hai giải pháp tối ưu nhất mà mình thấy còn đâu cái giải pháp mà để được chuyển lên hai trăm hai thì nó không phải là tối ưu do đó mà cả bản thân mình và tất cả mọi bạn các bạn thợ chuyên sâu là họ cũng không làm nhiều mọi người ạ đổi chỉ được một cái yêu nhưng mà mất quá nhiều cái sự bền bỉ của nó nên dẫn tới là chúng ta không không nên đổi mọi người ạ đơn giản như những ba con tụ Ờ uh, này, tụ này cũng phải thay lọc nguồn AC cũng phải thay bởi vì nó phải chịu điện áp cao hơn là con tụ này chỉ chịu điện áp có 140 30V AC thôi. Thì bây giờ nó chịu 250 thì chắc chắn phải đổi rồi. Rồi là phần công suất bị thay hết. Rồi là kể cả mạch nguồn cấp trước nữa, đôi khi nó chúng ta phải biết can thiệp làm sao để nó chịu được cái điện áp 220 nữa cơ. Tóm lại là nó sẽ không bền bếp khi chúng ta đổi điện nhá. Và một bạn nào muốn mày mò để tự đổi thì thì, thì gọi là để am hiểu thôi chứ thực sự là để mà kiếm tiền bằng cái nghề đổi điện này thì bây giờ chúng ta sẽ thấy ấy, ở trên các kênh YouTube mình thấy là có rất ít người làm bởi vì ấy, đa số là mọi người cũng tìm hiểu để làm lại nhưng sẽ không thành công đến bản thân mình rất am hiểu về mạch điện mà mình cũng không làm bởi vì mình thấy nó có nhiều cái nhược điểm hơn là cái ưu là 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 không bị nhầm vì hợp với điện thôi mọi người nhé còn mình sẽ kết thúc video này ở đây nhá qua video mọi người lại hiểu rõ thêm về cái vấn đề đổi điện cho những cái lối cơm IH nhá và đưa ra một cái hướng giải quyết phù hợp nhất nhá chào tạm biệt mọi người